想念。Anh từng muốn trách em rất nhiều, sau ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sau ngày ấy để anh ôm chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu, anh phải nhớ cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan, em nào dám nghĩ phần cho anh mà. Sai lầm lớn nhất anh mắc trong cuộc đời là đánh mất em khi ta vừa đôi mươi, là muốn ấm ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nói. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo một anh em sẽ đớn đau cuộc anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ